Xin chào mọi người, video này sẽ dành cho các bạn mà đang suy nghĩ về việc đi du học Canada. Mình sẽ nói về vấn đề chi phí đi học tại Canada trong một năm và sẽ phân tích và trả lời câu hỏi liệu đi làm thêm có đủ để trả chi phí hay không. Trước khi xem tiếp video thì các bạn hãy bấm like cho mình nhé. Trên channel này thì mình nói về định cư, du học Canada, cuộc sống ở Toronto và một số trend công nghệ để cho các bạn mà đang định hướng học công nghệ sẽ có thể nắm bắt được xu hướng. Nên nếu các bạn muốn cập nhật video của mình thì hãy subscribe. Và để nhận thông báo mỗi khi mình upload video mới thì hãy ấn nút chuông. Cảm ơn các bạn. Trong video này thì đầu tiên mình sẽ nói về chi phí đi học tại Canada. Và sau đó là thu nhập bạn có thể kiếm được trong một năm. Và cuối cùng là tóm tắt và lời khuyên của mình. Đầu tiên là về chi phí. Chi phí thứ nhất và đắt nhất là tiền học. Khi mà mình đi học thạc sĩ thì cái chương trình của mình kéo dài 12 tháng. Mỗi kỳ học là khoảng 8.000 đô. Nên tổng cộng là 24.000 một năm. Tiền học thì tùy trường và tùy ngành. Bạn có thể tìm học phí của các trường tại trang web của các trường đó. Để làm vậy thì bạn có thể lên Google và tìm từ khóa tên trường cộng với tuition fees. Ví dụ như trường của mình là UWaterloo, University of Waterloo hay gọi tắt là UWaterloo, thì mình sẽ tìm là UWaterloo tuition fees. Và khi mà mình vào cái trang này của UWaterloo thì mình sẽ thấy tiền học áng chừng theo các khoa. Và vài trường cũng sẽ đăng cái tiền học dành riêng cho các chương trình, ví dụ như chương trình của mình là MDEI ở UWaterloo thì mình sẽ tìm từ khóa MDEI UWaterloo tuition fees. Và các bạn lưu ý là tiền học thì mỗi năm sẽ tăng khoảng một ít. Ngoài tuition ra thì các bạn có thể sẽ phải mua sách và các dụng cụ học tập khác. Thì cái tiền này áng chừng là khoảng 2.000 đô một năm. Tiền ăn ở. Tiền ăn thì vào khoảng 200 đến 300 đô một tháng. Thì cho bài toán này mình sẽ lấy trung bình là khoảng 250 đô một tháng. Vậy một năm 12 tháng là 3.000 đô. Ở thì tùy vào từng thành phố và chỗ nhà ở của bạn. Hồi đó mình ở thành phố nhỏ Stratford và mình thuê một phòng ở trên tầng 2 của một căn nhà thì là 500 đô một tháng, khá rộng rãi. Ở Toronto là cái thành phố đắt đỏ nhất mà mình đang ở bây giờ thì giá nhà thuê dao động khá là lớn. Nếu bạn ở xa trung tâm trên phía Bắc thì có thể kiếm được phòng khoảng 500 đô một tháng ở dưới tầng hầm. Hoặc có những phòng rộng ở dưới tầng hầm mà chủ nhà cho ở ghép thì người ta thường lấy 800 đô một tháng, tức là 400 đô cho mỗi người một tháng. Càng gần downtown Toronto thì càng đắt. Hồi trước mình đi làm ở Toronto thì mình cũng muốn ở downtown để tiện cho việc đi làm. Nên là mình đã thuê được một căn phòng ngủ ở trong một căn hộ, ở trong một cái nhà cũ. Và tiền thuê là 1.000 đô một tháng thì mình đã thấy rất là rẻ rồi. Kiểu mình đã tìm được một viên đường quý hiếm rồi đó. Còn bây giờ thì cho những bạn nào mà đang dự tính sang Toronto làm việc cùng với gia đình thì cái căn hộ mà mình đang ở đây này là một phòng ngủ cộng một den. Den là một cái phòng nhỏ hơn phòng ngủ và có hoặc không có cửa. Bình thường den thì người ta có thể dùng làm văn phòng hoặc là một cái nhà kho. Nhưng mà ở Toronto khi mà giá đất đắt hơn giá vàng thì den cũng thường được cho thuê thành một cái phòng ngủ. Và căn hộ này thì khoảng 600 square feet, 600 feet vuông là vào khoảng 55 mét vuông. Giá thuê nhà mà lúc không có dịch thì chắc cũng phải 2.500 đô một tháng. Thì mình ở đây với bạn trai. Để biết giá nhà chỗ bạn sẽ sống thì bạn có thể lên một số trang web tìm nhà, ví dụ như Kijiji.ca hoặc là Facebook Marketplace. Cho bài toán này thì mình sẽ lấy 600 đô cho một tháng cho tiền nhà. Vậy một năm chi phí ở là 7.200 đô. Một chi phí khác là tiền đi lại. Nếu bạn ở xa trường, xa chợ hoặc là xa chỗ làm thì bạn sẽ phải đi phương tiện công cộng hoặc là đi xe đạp. Đi phương tiện công cộng thì ở Stratford và ở cả Toronto thì một lần đi thì khoảng được 1 tiếng hoặc 2 tiếng ở Toronto là khoảng 3 đồng, hơn 3 đồng. Ở Toronto thì có monthly pass, tức là cho bạn đi không kể số lần, không kể giới hạn trong 1 tháng thì là 150 đô một tháng. Còn khi mà bạn là học sinh thì hình như được giảm giá 50% là 75 đô một tháng hay sao ấy. Vậy mình đi học ở Canada 12 tháng và tổng chi phí của mình là khoảng 37.100 đô Canada hay 700 triệu Việt Nam đồng. Bây giờ mình sẽ nói đến việc kiếm tiền để trả chi phí. Lương cơ bản ở Canada tùy vào từng tỉnh bang. Bạn có thể Google search từ khóa tên tỉnh bang cộng với minimum wage. Ở bang Ontario của mình thì bây giờ có mức lương cơ bản dành cho học sinh là 13 đô 40 cent một giờ. Khi bạn là học sinh thì bạn có thể được làm nhiều nhất là 20 tiếng một tuần. Cho bài toán này thì cứ coi như là bạn làm được 20 tiếng một tuần ở mức lương tối thiểu.
Một tháng bạn sẽ kiếm được khoảng 1.072 đô. Vậy mỗi học kỳ 4 tháng thì bạn sẽ kiếm được 4.288 đô. Nếu bạn học chương trình từ 2 năm trở lên và có schedule break, ví dụ như nghỉ hè, thì trong kỳ nghỉ bạn sẽ được làm full time 40 tiếng một tuần. Vậy thì mùa hè bạn sẽ kiếm được 8.576 đô. Vậy là cả năm học nếu mà bạn đi làm part time 8 tháng và làm full time trong 4 tháng ở mức lương tối thiểu thì bạn sẽ kiếm được 17.152 đô. Nhưng bạn sẽ không được nhận chính xác cái số tiền 17.152 đô này đâu vì vài yếu tố. Thứ nhất, con số này sẽ trừ thuế, thuế sẽ không nhiều vì mức lương này khá là thấp. Tiện đây thì mình cũng xin nhắc luôn là khi mà các bạn đi làm thì các bạn phải khai thuế mỗi năm. Và đừng đi làm nhận cash chỉ để trốn một ít thuế này, tại vì nó cũng không nhiều ấy. Hơn nữa là có những lúc như bây giờ đang dịch Covid mà nhiều người bị thất nghiệp, thì bạn nào mà đã khai thuế đầy đủ thì có thể sẽ được nhận trợ cấp thất nghiệp. Còn các bạn mà đi làm cash không khai thuế thì chỉ có khóc thôi. Kể cả khi mà bạn không đi làm thì cũng nên khai thuế mỗi năm để bạn được khai cái học phí vào trong cái thuế của mình. Cái học phí này sẽ không được hoàn thuế ngay nhưng mà sẽ được tính là credit để khi nào mà bạn đi làm lương cao hơn, ví dụ như sau khi tốt nghiệp, thu nhập của bạn cao hơn thì chính phủ sẽ hoàn lại cái thuế của cái tuition credit này. Lý do thứ hai mà bạn sẽ không được nhận đủ số tiền mình vừa tính ra là 17.000 đô bao nhiêu đấy, là vì chưa chắc khi mà bạn vừa mới sang Canada bạn đã kiếm được việc ngay. Lý do thứ ba là chưa chắc bạn sẽ được làm đủ 20 tiếng một tuần. Cái này thì tùy vào công việc của bạn, tùy vào chủ của bạn, tùy vào cái lịch làm việc của bạn. Lý do thứ tư là thực ra cái thu nhập của bạn có thể thấp hơn hoặc cao hơn lương cơ bản. Ví dụ bạn tìm được một công việc xịn thì bạn được trả lương ở mức cao hơn lương cơ bản. Hoặc bạn đi làm bồi bàn. Bồi bàn là một nghề rất là thú vị ở Canada. Vì ở Canada có văn hóa tips khi mà bạn dùng các dịch vụ, ví dụ như ở trong nhà hàng mà bạn ăn ở nhà hàng rồi có người phục vụ bạn, hoặc là bạn đi massage, đi làm tóc, nói chung là cứ có người phục vụ bạn, có dịch vụ thì bạn sẽ được trông đợi là phải tips. Và cái phần trăm tips này thì người ta expect là 15% cho cái giá trước thuế. Bạn có thể tips nhiều hơn hoặc là ít hơn tùy vào dịch vụ. Vì vậy thực ra là lương cơ bản của bồi bàn có thể thấp hơn cái lương tối thiểu, nhưng mà họ giàu chủ yếu nhờ vào tips. Nhưng tips nhiều hay ít thì cũng tùy nhà hàng và tất nhiên tùy vào địa điểm. Hồi trước mình ở thành phố nhỏ Stratford, mình làm ở cái quán fish and chips, tức là kiểu hơi đồ ăn nhanh, và cái quán thì cũng hơi cũ và cũng không phục vụ rượu. Tips khá là ít. Nhưng mà cái quán đồ Thái ở ngay bên cạnh quán mình có phục vụ rượu và hơi trang trọng hơn một chút thì cũng có khá là nhiều tiền tips. Và kinh khủng hơn tất nhiên là downtown Toronto. Toronto thì có rất là nhiều quán ăn, và ở downtown thì là cái khu người ta làm việc, cho nên toàn là người có tiền đến ăn, và người ta ăn thì thường uống rượu nữa, và tips rất là nhiều. Có bạn đồng nghiệp của mình ở LCBO bây giờ ấy, bạn ấy có kể là ngày xưa bạn ấy đi làm bồi bàn ở downtown Toronto, và kiểu mỗi tối bạn làm 3 tiếng và khi làm xong thì nhận được 100 đô tiền tips. Mình kiểu sốc nặng luôn. Nói tóm lại thì tiền thu nhập của bạn có thể cao hơn hoặc thấp hơn phụ thuộc vào nhiều yếu tố. Nhưng để dễ cho bài toán này thì cứ coi như là sau khi bạn làm hết một năm xong thì bạn sẽ nhận được 15.000 đô, tức là 283 triệu Việt Nam đồng. Vậy tiền kiếm được chỉ đủ sinh hoạt phí, còn hơn 400 triệu Việt Nam đồng cho tiền học thì bạn phải có sẵn. Và tiền học này thì tất nhiên là có thể cao hơn hoặc thấp hơn tùy vào trường bạn sẽ đi học. Bây giờ mình sẽ tóm tắt lại một số thông tin cho các bạn nhớ để lập kế hoạch. Thứ nhất, bạn có thể tìm thông tin học phí trên website của trường. Thứ hai, bạn có thể tìm giá nhà thuê ở chỗ mà bạn sẽ sống ở trên trang web kijiji.ca hoặc trên Facebook Marketplace. Thứ ba, lương cơ bản thì tùy từng tỉnh bang và có trên website của từng tỉnh bang. Lời khuyên thật lòng của mình là bạn nên có đủ tiền để trả học phí và sinh hoạt phí luôn. Thì đi du học mới vui được, mới có thể khám phá con người mình và khám phá thế giới. Vì nhỡ đâu có sự cố gì đó làm bạn không thể kiếm được tiền, ví dụ như không kiếm được việc, hoặc là như bây giờ Covid-19 nên là thất nghiệp nhiều lắm, nhiều cửa hàng đóng cửa rồi thất nghiệp, hoặc sợ nhất là bạn bị chấn thương gì đó khiến bạn không thể đi làm được. Video của mình đến đây là hết rồi, chúc các bạn thành công. Nếu bạn thấy nội dung của mình bổ ích thì hãy nhớ bấm like và subscribe nhé. Còn bây giờ thì bye bye!